Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Ten Hag có thể bị sa thải. Sếp Mbappe gia nhập Real Madrid. Ten Hag chỉ trích các ngôi sao MU. Ten Hag có thể bị sa thải. MU là một trong hai đội chịu nhiều cú sút từ đối thủ nhất ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Theo Opta, Quỷ Đỏ chịu tới 435 cú sút sau 26 vòng đã qua của Premier League 2023-24. Chỉ có Sheffield United, đội xếp cuối bảng, chịu nhiều cú sút hơn MU tại giải đấu mùa này. Squawka nhận định, việc MU để các đối thủ sút về phía khung thành Onana nhiều như vậy chứng tỏ lối chơi của huấn luyện viên Erik ten Hag áp dụng có vấn đề. Sau trận thua Fulham 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, tình hình MU đang tốt. Tuy nhiên, việc MU chịu nhiều cú sút như vậy kể từ đầu mùa cho thấy nửa đỏ thành Manchester không thể kiểm soát trận đấu, thường chơi lép vế khi chạm trán các đối thủ. 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, MU chịu hơn 100 cú sút. Trước khi thua Fulham vào đêm 24 tháng 2, MU có những kết quả tốt tại Ngoại hạng Anh, nhưng điều đó không phản ánh đúng bản chất trong lối chơi của Quỷ Đỏ. MU để Luton sút 22 lần về phía khung thành Onana, con số đó của họ ở trận gặp Aston Villa là 23, ở trận gặp West Ham là 22 và Wolves là 16. Guardian tiết lộ, nếu MU không thể kết thúc mùa giải với vị trí nằm trong top 4 Premier League, Sir Jim Bradford cùng các cộng sự gần như sa thải huấn luyện viên Ten Hag. Về tổng thể, sau gần 2 năm làm việc tại Old Trafford, cựu huấn luyện viên Ajax chưa thể định hình một lối chơi rõ ràng và cuốn hút cho MU. Nếu không thể dự Champions League mùa tới, danh tiếng về doanh thu của nửa đỏ thành Manchester cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. MU lúc này kém đội đứng thứ tư Aston Villa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng. Sếp Mbappe gia nhập Real Madrid. Chủ tịch giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga Xavi Tebas tuyên bố 99% khả năng tiền đạo Kylian Mbappe sẽ gia nhập Real Madrid hè 2024. Tiền đạo Mbappe mới đây được cho là đã thông báo với Paris Saint-Germain rằng anh muốn ra đi khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6. Thông tin cho biết Real Madrid đang tích cực đàm phán và tự tin sẽ có được chữ ký của ngôi sao người Pháp. Chắc chắn Mbappe sẽ rời Paris Saint-Germain và 99% khả năng cậu ấy sẽ ký hợp đồng với Real Madrid, chủ tịch La Liga nói với tờ El Quip của Pháp. Tôi không biết liệu đôi bên đã ký hợp đồng chưa. Ông nói thêm, đó là tin tuyệt vời cho Real Madrid và bóng đá Tây Ban Nha. Mbappe là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Theo quan điểm của tôi, Jude Bellingham, Erling Haaland, Mbappe là ba cầu thủ thống trị bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại, và hai trong số họ sẽ ở Real Madrid. Chủ tịch La Liga cũng cho biết, Real Madrid đang có tiềm lực tài chính dồi dào và sẽ không bị buộc phải bán bất kỳ cầu thủ nào để ký hợp đồng với Mbappe. Trong công bố mới nhất, La Liga xác nhận Real Madrid có giới hạn chi tiêu mùa tới lên đến 727 triệu euro. Real Madrid đang có tiềm lực tài chính tối ưu. Họ có những nhà quản lý rất giỏi. Mặc dù đáng trách khi muốn tổ chức giải đấu mới Super League, Real Madrid đã rất thận trọng về mặt tài chính. Họ đã chuẩn bị cho việc ký hợp đồng với Mbappe, ông nhấn mạnh. Chủ tịch Tebas có mối quan hệ thường xuyên đối đầu với Real Madrid, đặc biệt với chủ tịch câu lạc bộ là Florentino Perez. Xung đột nổi bật của họ đến từ việc phản đối La Liga ăn chia từ bản quyền truyền hình và việc Real Madrid ủng hộ Super League. Mbappe từ lâu đã là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid. Họ đặc biệt đến gần thành công vào năm 2022, nhưng tiền đạo này bất ngờ quay xe chọn gia hạn với Paris Saint-Germain. Tiền đạo Mbappe, 25 tuổi, đã ghi 244 bàn và 105 lần kiến tạo sau 291 trận cho đội bóng Paris. Ten Hag chỉ trích các ngôi sao MU. Huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ trích các ngôi sao của Manchester United vì phớt lờ yêu cầu của ông trong trận thua trước Fulham. Đêm qua vào ngày 24 tháng 2, Manchester United đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Fulham ở vòng 26 Premier League ngay trên sân nhà Old Trafford với bàn thua quyết định ở phút bù giờ 90+7 từ pha lập công của Alex Iwobi.
Dường như MU có thể giật lại một điểm sau bàn gỡ hòa 1-1 của Harry Maguire ở phút 89. Tuy nhiên, trong khi MU dâng cao tìm bàn quyết định thì Fulham lại làm được điều đó với pha phản công sắc lẹm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag đổ lỗi cho các cầu thủ MU đã không gây sức ép để các cầu thủ Fulham thoải mái phản công và ghi bàn thứ hai. MU đã trải qua một ngày thi đấu khốn khổ sau khi phải vật lộn suốt trận đấu trước đoàn quân của huấn luyện viên Marco Silva. Fulham được tưởng thưởng bằng pha lập công mở tỷ số cho Fulham của Calvin Bassey vào hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc. Ten Hag tỏ ra tức giận với đội bóng của mình cũng như cách họ phòng thủ vào cuối trận. Khi được Bein Sport hỏi liệu đội của ông có xứng đáng nhận được nhiều hơn không, huấn luyện viên Erik ten Hag của MU trả lời: "Tôi nghĩ vậy. Một lần nữa, chúng tôi đã gặp rất nhiều thất bại. Chúng tôi đã giải quyết được nó. Đội đã thể hiện bản lĩnh lớn. Chúng tôi xoay chuyển thế trận và sau đó có những cơ hội lớn ở cánh. Cuối cùng, chúng tôi thua trận chỉ vì một khoảnh khắc lòng lẻo. Chúng tôi quên gây sức ép khi bóng ở biên và điều đó gây ra hậu quả lớn. Tôi nghĩ đó là vị trí không tốt. Chúng tôi nên dồn ép họ nhiều hơn. Chúng tôi nên áp sát họ và không để họ phá bóng. Chỉ có một cầu thủ và chúng tôi phải đảm bảo cầu thủ đó ở đúng vị trí và đó là cả đội. Đội phải đảm bảo các vị trí tốt và chúng tôi đã bị trừng phạt về từng chi tiết." Thất bại thứ 10 của Quỷ Đỏ tại Premier League mùa này khiến hy vọng vào top 4 của họ tan thành mây khói. Đội bóng của Ten Hag vẫn ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League và kém top 4 Aston Villa 8 điểm khi Aston Villa đã đánh bại Nottingham Forest 4-2 tại Villa Park. Nhiệm vụ giành một suất tham dự Champions League của MU giờ đây là một ngọn núi khổng lồ phải vượt qua, đặc biệt là với những chấn thương đang chồng chất trong đội hình của Erik ten Hag. Quỷ Đỏ mất tiền đạo đang có phong độ cao Rasmus Højlund vì chấn thương cơ chỉ 24 giờ trước trận đấu. Khi được hỏi liệu sự vắng mặt của Højlund có góp phần vào trận thua này hay không, ten Hag nói: "Không chỉ Rasmus Højlund mà còn là Luxor. Đội có rất nhiều thay đổi và tất nhiên có những hậu quả và chúng tôi không chơi ở đẳng cấp như vài tuần trước." MU tạm thời dừng nghĩ về Premier League để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Nottingham Forest ở vòng 5 FA Cup vào giữa tuần. Sau đó, đoàn quân của Erik ten Hag sẽ đụng kình địch Manchester City trên sân khách Etihad ở vòng 27 Premier League. Một thất bại nữa đang chờ đón MU và còn gì cay đắng hơn nếu MU bị chính kình địch không đội trời chung của mình, khiến họ không còn hy vọng dự Champions League mùa tới. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!